Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Vista UX phiên bản mới nhất ra mắt Việt Nam, giá là 68 triệu đồng. Trước đây Vista UX là dòng xe tay ga cao cấp rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Tuy nhiên đến tháng 11 năm 2013, Vista UX đã ngừng sản xuất và nhường chỗ cho người đàn em của mình là Vimaria, đồng thời để lại rất nhiều tiếc nuối cho khách hàng Việt. Nhận thấy nhiều người muốn vẫn mua chiếc Vista UX, ngày hôm qua, ngày 10 tháng 3 2017, hãng Piaggio đã quyết định trình làng phiên bản mới nhất dòng xe tay ga cao cấp này tại thị trường Việt Nam. Điểm nhấn ở chiếc Vista UX tại thị trường Việt Nam chính là động cơ IGES tương tự như Liberty ABS và Mercedes. Đáp ứng tiêu chuẩn khai E3, động cơ xanh đơn, 3 van, làm mát bằng gió, phun xăng điện tử với dung tích là 105 phân khối, tạo ra công suất tối đa là 10,2 mã lực, tại vòng tua là 7.600 vòng phút, mô men xoắn cực đại 10,2 Nm, tại vòng tua là 6.000 vòng phút. Theo hãng Piaggio, động cơ IGES giúp cho chiếc Vista UX tiêu thụ lượng xăng trung bình là 60 km trên lít, tương ứng là 1,66 lít trên 100 km, khi duy trì tốc độ là 50 km trên giờ. Với bình xăng là 7 lít, chiếc xe có thể hoàn thành quãng đường là 420 km. Về kích thước, chiếc xe sở hữu chiều dài là 1.770mm, chiều rộng 705mm, chiều dài cơ sở 1.280mm, bên cạnh đó là yên cao 785mm. Đối tượng phù hợp với bóc dáng người Việt Nam. So với phiên bản cũ, chiếc xe này không thay đổi quá nhiều về thiết kế. Sự tròn trịa và bồng bỉnh ở phiên bản cũ vẫn được giữ nguyên trên chiếc Vista UX. Điều này chắc hẳn khiến nhiều người yêu mến dòng xe Vista cũ rất vui mừng. Tuy nhiên, so với bản cũ, chiếc xe này có một số điểm mới như yếm trước cùng với vành 1 inch ở trước và 10 bên ở sau được sơn màu đen. Tay nắm của mẫu xe tay ga này cũng có thêm cái logo Vista tạo cảm giác cao cấp hơn. Chưa hết, chiếc xe còn được bổ sung thêm hệ thống giảm xóc lò xo két ở phía sau, tùy chỉnh là 4 nấc. Đáng tiếc, mẫu xe này không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, thay vào đó là phanh đĩa ở phía trước và phanh thường ở sau. Cuối cùng, xe được có một số tiện ích như cốp chứa đồ rộng rãi, chân chống điện và khóa tự an toàn. Cốp của chiếc xe có thể chứa được 2 mũ bảo hiểm. Tại Việt Nam, Vista UX IGES có 6 phiên bản màu khác nhau, trong đó có 3 màu xám, đỏ, trắng thuộc phiên bản tiêu chuẩn, 3 màu còn lại là đen, vàng và trắng phối với san hô thuộc phiên bản giới hạn. Giá bán của Vista UX IGES phiên bản tiêu chuẩn tại Việt Nam là 68 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.